Đây là khu nghĩa trang của chùa An Long các bạn ha. Chùa có kiến trúc rất là cổ kính. Các bạn nhớ vào bất kỳ khu nghĩa địa nào, nghĩa trang nào thì chúng ta cũng nên xin phép mà, xin phép tổ thần. Làm bất cứ cái điều gì mà nó bất thường các bạn ha. Chúng ta đi ngang những cái miếu, cái mồ như thế nào đó thì chúng ta nên cúi đầu các bạn nha. Tốt nhất là đi ngang các miếu và mấy cái vị thần này kia, như là mấy bức tượng các bạn ha, tượng thánh, tượng Phật này kia, chúng ta nên đi cúi đầu đó, chúng ta thể hiện cái sự tôn kính các bạn nha. Chúng ta nên cẩn thận, tại vì cái tâm linh của chúng ta không khéo là chúng ta dễ bị những cái điều khó nói về sau lắm. Tốt nhất là chúng ta nên kính trọng những vị này. Xin chào các bạn nhé.